Nhẫn xoàng kim cương thiên nhiên, vỏ halo, một trong những cái vỏ là bán chạy nhất. Cái mẫu này là lên cho cô dâu của mình nha. Và cái viên này là viên chủ cạnh 7 ly 25, cạnh 7 ly 31. Thôi bây giờ mình vào cái vỏ trước đi. Về cái vỏ là vỏ này là vỏ Hồng Kông, vàng ý 750, trọng lượng nặng là 5,12 gram vàng. Về phần chỗ cái vòng halo có 15 viên 2 ly 7. Về phần bên đai là có 10 viên 2 ly 8. Những viên kim cương trong cái ổ vỏ những xoàng này là trắng cao nhất trong kim cương tắm, đó là DEF, độ sạch là VVS cộng. Giá của cái vỏ những xoàng này hiện tại là có giá 72 triệu đồng. Về viên kim cương chủ, viên kim cương chủ là một trong những cái viên kim cương rất là đẹp. Khách thấy nó hơi tím tím đúng không? Là bởi vì cái fluorescent nó là medium. Bây giờ mình vô chi tiết nha. Đường kính của nó là một cạnh 7 ly 25, một cạnh 7 ly 31. Thị trường người ta sẽ tính tiền 7 ly 3. Nó là nước ép, độ sạch của nó là 1V VS1. Trọng lượng nặng của nó là 1 carat 51. Thêm bộ mặt bàn của nó là 56%. Chỉ số và giắt cắt của nó là hoàn hảo, super etiquette. Tuy nhiên nó chỉ có 1V là VS1, cho nên nó sẽ rẻ hơn 17% so với là VVS1. Và nó rẻ thêm 16% vì nó là medium so với lại là nên. Nếu như nó là fan thì nó sẽ không có giá dưới 350 đâu. Đây là giấy kiểm định của nó là khách. VS1 3 Excellent, fluorescent là medium, thêm bộ mặt bàn 56%. Giá của nó chỉ có là 335 triệu thôi. Nếu như nó là nên thì nó là 350 đến 370 triệu đó nghe khách. Mà nó là VVS1 thì nó là 580 triệu. Viên kim cương này là chị này mua quá hời luôn. Tổng cộng vỏ là 72 triệu, hộp là 335 triệu, tổng cộng là 407 triệu cho chiếc nhẫn hộp xoàng này. Kim cương bên em là bán lỗ 10 đổi lỗ 5, vỏ trang sức là bán lỗ 25 đổi lỗ 15% toàn thời gian nha. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 463131. Tất cả các sản phẩm bên em chỉ bán cửa hàng thôi, không có bán online với mọi hình thức. Subscribe để theo dõi những dòng sản phẩm mới mà shop em kinh doanh và em chia sẻ. Xin cảm ơn.